từ khi anh dương đất thổ có lo thành mới dân hàng mỹ châu để tìm đường tốt thân rời khỏi chỗ cùng mày cháu con ơi cha đây vô cùng kinh ngạc không biết diễn cớ nào mà nó thần lấy hết lên từ khi phò má hồi hương chưa được bao nhiêu chớ thành thù thắm cha đây cứ tin nơi phê bao của mình khi dặn đến kinh thành cha không hề nao núng cha không cần hạ chiến cho cả khỏi giao tranh cha chỉ bắn một mũi tên là tiêu diệt địch quân nhưng có ngờ đâu chiếc cung kia là mảnh gỗ vô chi mà quân có chịu đà lại càng để có thể cự trước lúc nguy cơ cha toàn ép lòng mình để từ giả đền đài mà cha đã dạy công xây đắp liền.